chào quý vị khán thính giả. Đây là tiếng nói của ban biên tập trang nhà sách hiếm.net và kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết. Những vấn đề liên quan đến lịch sử nước nhà bị bỏ qua vì lý do nhạy cảm về chính trị và tôn giáo. Những đề tài thường bị thế lực thù địch che đậy, bỏ qua, bỏ quên. Và do đó chúng tôi gọi là những mảng lịch sử chưa viết. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phần chống đối sự thống nhất của Việt Nam đã tuyên truyền tầm bậy rằng Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia. Và gần đây, được ông luật sư Hoàng Duy Hùng tiếp tục quảng bá, tuyên truyền, lợi dụng cơ hội cho rằng lý luận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia sẽ có lợi cho việc tranh đấu đòi các đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Quốc. Ông Hoàng Duy Hùng bóp méo định nghĩa quốc gia của Công ước Montevideo để gượng ép vào hoàn cảnh của Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn 1954-1975. Thì điều 1 của Công ước Montevideo như thế nào? Đó là một quốc gia là một chủ thể của luật quốc tế phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về dân cư ổn định, lãnh thổ xác định, một chính phủ và khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế. Thì không có nói chi nhiều đến cái yếu tố dân số và chính phủ. Chúng tôi chỉ chú trọng tới hai yếu tố còn lại là lãnh thổ và khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế đã bị bóp méo, gượng ép như thế nào. Về lãnh thổ thì ai cũng nghe rằng ông luật sư Hoàng Duy Hùng cứ nói tới cái vĩ tuyến 17. Mà thật ra cái vĩ tuyến 17 nó không phải là cái biên giới của Việt Nam Cộng Hòa. Nó chỉ là một cái ranh giới quân sự tạm thời từ năm 1954 của Hiệp định Geneva để chờ tổng tuyển cử năm 1956. Nó chỉ là tạm thời 2 năm thôi, dự trù là như vậy. Như vậy là cái yếu tố lãnh thổ là không được xác định. Như vậy ít nhất một trong bốn cái yếu tố đã rớt rồi. Bây giờ còn cái yếu tố thứ tư là khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế. Thì ông luật sư Hoàng Duy Hùng đã đổi cái câu đó thành là được quốc tế công nhận. Rồi sau này ông thấy cũng hơi quá lố, người ta cứ hỏi quốc tế nào thì ông sửa lại là ông nói các quốc gia trong thế giới tự do công nhận. Đấy. Mặc dù thay như vậy đó, thay đổi như vậy đó, thì cái câu đó cũng khác xa với cái câu nguyên thủy ở trong cái Công ước Montevideo là khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế. Bây giờ tức là hai yếu tố trong bốn yếu tố của điều 1 định nghĩa quốc gia của Công ước Montevideo đã sai bét, đã hoàn toàn không áp dụng được. Do đó là cái Công ước Montevideo mà ông Hùng luôn miệng đem ra làm căn bản để định nghĩa quốc gia đó, đã không thể nào áp dụng cho trường hợp Việt Nam Cộng Hòa gì cả. Đó. Nhưng chủ đề hôm nay không phải bàn về cái định nghĩa quốc gia nữa, mà chúng tôi bàn về những cái quốc gia ở trong cái khối mà ông Hùng gọi là thế giới tự do đó. Thì đó là những cái quốc gia trong cái khối NATO và CITO do Mỹ nó thành lập, mà ông Quang muốn trình bày với quý vị cái mục đích, cái sự ra đời của cái hai tổ chức đó. Xin mời ông Nguyễn Mạnh Quang. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay tôi lại được hân hạnh trở lại đây nói chuyện với quý vị về cái đề tài là cái nguyên nhân cái hiệp ước NATO tức là Minh ước Bắc Đại Tây Dương và cái hiệp ước CITO tức là Minh ước phòng thủ Đông Nam Á được cho ra đời với cái chủ đích hay là những cái thành phần quốc gia nào là cái thành phần của hai cái hiệp ước liên minh quân sự này. Thứ nhất, tôi xin nói về cái hiệp ước liên minh quân sự NATO do Mỹ, Anh, Pháp và các nước cựu thuộc địa, cựu đế quốc Âu Mỹ chủ trương thành lập. Đó là để đương đầu với cái khối quân sự Warsaw của Liên Xô chủ trương. Thế thì cái cũng nên biết thế này là tất cả các nước thành phần của liên minh quân sự NATO đó là các nước cựu đế quốc Âu Mỹ chủ nhân ông các thuộc địa ở nhiều nơi trên thế giới.
Và khi mà họ nói rằng cái hiệp ước NATO này ra đời để chống lại cái hiệp ước Warsaw của Liên Xô với lại các nước ở Đông Âu, thì trong thực tế thì những cái thành viên của các quốc gia trong cái hiệp ước NATO đó họ chưa hề tấn công Liên Xô, mà chưa hề tấn công một quốc gia nào ở Đông Âu, mà lại họ tích cực đem quân sang giúp đỡ cho liên minh xâm lược Pháp Vatican đánh chiếm tái chiếm Đông Dương để bảo vệ cái quyền lợi của Pháp và Vatican ở cái phần đất này. Bằng chứng là nước Anh đã tiếp tay cho quân đội Pháp đổ bộ vào Sài Gòn, và Mỹ đã tích cực viện trợ cho cái liên minh xâm lược Pháp trong cái cuộc chiến, liên minh xâm lược Pháp Vatican trong cái cuộc chiến 1945-1954 để chống lại một cách dữ dội cái cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam trong của Việt Nam nhân dân ta trong cái thời gian này. Thì điều này nó chứng tỏ rằng là các thành viên của cái liên minh quân sự NATO đã cố gắng để mà chống lại các phong trào nổi dậy của các nhân dân thuộc địa của các đế quốc Âu Mỹ cũ, để mục đích là duy trì cái quyền độc tôn của các dân tộc da trắng ở Âu Châu, và cái địa vị ưu thế của Kitô giáo, là vì cái chống lại cái liên minh, chống lại cái cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam ta là chống lại, là giúp đỡ cho cái quyền lực hay là nâng bảo vệ cái quyền lực của liên minh xâm lược Pháp Vatican, tức là Pháp là người da trắng, Vatican là cái ưu thế là cái Kitô giáo. Cái sự kiện mà bảo vệ hay là cái địa vị, bảo vệ cái địa vị độc tôn của người da trắng và Kitô giáo đã được sử gia Malachi Martin nói rõ trong cái sách gọi là Decline and Fall of the Roman Church, mà tôi có trích dẫn ở trong cái bài viết mà và tôi có dịch sang tiếng Việt. Thì đó là cái chủ trương của cái hiệp ước liên minh quân sự NATO là bảo vệ cái sự độc tôn của người da trắng với lại Kitô giáo bằng cách là diệt tất cả những cái phong trào kháng chiến của nhân dân của các thuộc địa, mà tiêu biểu là cái phong trào kháng chiến của nhân dân Việt Nam ta dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh trong những năm 1945-54. Thế giờ cái hiệp ước Geneva 1954 đã quy định rằng là lằn ranh vĩ tuyến 17 là cái ranh giới quân sự tạm thời trong 2 năm 1954-56 để cho cái thế lực quân sự của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc rút về tạm thời đóng ở miền Bắc, và cái thế lực quân sự của Liên Hiệp Pháp, tức là Liên minh quân sự Pháp Vatican, trong đó có quân đội của chế độ Bùi Nhìn, Bảo Đại rút về đóng miền Nam vĩ tuyến 17 để chờ ngày tổng tuyển cử thống nhất vào tháng 7 năm 1956. Thế nhưng ngay sau đó thì Mỹ và Vatican cấu kết với nhau đã ra lệnh cho cái chính phủ Bùi Nhìn mà do Mỹ với lại Vatican đưa về, đó là chính quyền Ngô Đình Diệm ở Sài Gòn, không hiệp thương với lại chính quyền miền Bắc vào năm 1955 để từ chối không đồng ý tổ chức cái cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956. Đồng thời Mỹ và Vatican cũng sợ rằng nếu mà làm như vậy thì miền Bắc sẽ phát động cái cuộc chiến giải phóng đất nước mấy năm sau đó. Thì do đó Mỹ và Vatican lại liên hiệp với lại tất cả các nước mà nhận viện trợ của Pháp và các nước cựu đế quốc thuộc địa của đế quốc Âu Mỹ, thành lập cái hiệp ước Sito vào tháng 9 năm 1954. Rồi đồng thời Mỹ lại đem quân vào bảo vệ ở miền Nam, đổ quân vào có lúc đã đến hơn nửa triệu quân, và các nước tay sai của Mỹ đóng quân cả mấy chục tiểu đoàn ở miền Nam Việt Nam để bảo vệ cái miền Nam mà Mỹ đã cưỡng chiếm, để
biến nó thành một cái tiền đồn chống cộng cho thế giới tự do, và cũng là biến nó miền Nam Việt Nam theo Kitô giáo mà ông Ngô Đình Nhu đã nói rõ ra rằng nếu họ cầm quyền trong vòng 10 năm thì tất cả nhân dân miền Nam đều biến thành Kitô giáo cả. Thế thì điều này chứng tỏ rằng hai cái hiệp ước NATO và hiệp ước SITO là do Mỹ và các nước cựu đế quốc Âu Mỹ chủ nhân ông các thuộc địa thành lập để bảo vệ cái quyền lợi của họ tại các thuộc địa, chứ không phải là một cái tổ chức quốc tế như là cái hiệp định Geneva năm 1954 hay là cái hiệp định Ba Lê trong những năm 1968-73 là do hai bên đối tượng đối lập nhau ngồi vào bàn hội nghị để cùng thảo luận tìm ra một biện pháp hòa bình cho đất nước Việt Nam. Thì nó có tính cách quốc tế và được hai bên đối lập nói chuyện với nhau để mà thỏa thuận với nhau để tìm ra cái biện pháp hòa bình. Trong khi đó thì cái hiệp ước quân sự liên minh quân sự NATO và liên minh quân sự NATO nó chỉ là tay sai của cái phía Mỹ với lại các nước đồng minh của Mỹ để mà bảo vệ cái quyền lợi của họ ở tại các cựu thuộc địa của đế quốc Âu Mỹ mà thôi. Nó không có cái tính cách quốc tế như là ông Hoàng Duy Hùng ám chỉ mà không dám nói rõ ra là nước nào là quốc tế ở trong đó. Điều đó chúng ta thấy rõ cái sự thiếu minh bạch, nghĩa là mập mờ đánh lận quân đen để che giấu những cái hành động ngoan cố xuyên tạc lịch sử của ông ta. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy rõ cái vấn đề này. Để tôi có thể kết luận như thế này: hai tổ chức NATO và SITO là do Hoa Kỳ dùng ảnh hưởng siêu cường cùng với chính sách viện trợ kinh tế cho các quốc gia bị ảnh hưởng của đệ nhị thế chiến để lôi cuốn các quốc gia đối tượng này vào tổ chức. Nhờ vậy mà Hoa Kỳ có thể dễ dàng dụ khị và cưỡng ép các quốc gia này gia nhập làm vây cánh để phục vụ cho quyền lực xen đầm quốc tế của Hoa Kỳ và để bảo vệ chủ trương thế giới đơn cực cũng như địa vị độc tôn của nền văn hóa Kitô La Mã. Và nhóm người da trắng như là sử gia Malachi Martin đã ghi nhận như sau. Đây là nguyên văn, cái bản văn của ông sử gia Malachi Martin nói: giữa bàn tay của giáo chủ Sylvester và hoàng đế Constantine, giáo quyền do ông Jisung trao cho ông Peter ở gần Hermon chỉ được tập trung vào một nền văn hóa La Mã, một nhóm chủng tộc da trắng trong một vùng địa lý Tây Âu và nằm trong một tổ chức thống lãnh chính trị của đế quốc La Mã. Đó, cái này là tài liệu ghi trong cái trang 149 trong cái cuốn sách Decline and Fall of the Roman Church do nhà xuất bản G.P. Putnam Sơn xuất bản vào năm 1981. Đến đây xin kính chào quý vị khán thính giả, xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong kỳ tới. Kính thưa quý vị, nếu thấy chương trình Kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết của chúng tôi hữu ích, xin quý vị ghi tên, subscribe và chia sẻ đường link cho các bạn bè để nhiều người được biết. Cảm ơn quý vị nhé.